vẫn nhà nó đấy thì nhà nó thì con lại từ đường Hiệp Hòa thì nó lại phải vòng đi đường kia một chút thôi, không sao cả. Quan trọng gì? Gọi là lấy đồng tiền giàu, quan trọng gì đâu. Vâng. Con thì mai không thể đi được, mai con ăn hội đồng niên mất cả ngày. Thừa đâu. Thế là xong xong hệ thống đổ cột rồi đấy. Anh bảo chị rồi, chị chưa thấy banh. Thế là bị rỗng mất một tí ở cái cột kia. Chưa xong. Anh vào trên nhà mà chị mai mới về sau. Hoa mẹ là được nghỉ hả? Anh không được nghỉ mà. Chị bảo đang bận mà. Ok. Ok. Đổ cái đầy cái. Anh Hùng về nghỉ Tết Dương lịch hả? Ừ, anh về hôm qua mai bọn anh ăn hội vừa đi. Ngày mai làng mình đông lắm, đông đội ăn hội lắm. Mơ mới cả xã về mới lên đánh động để thế vào chuẩn bị lên nhà mới lên để biết để mời. Không lại quên mất phải không? Ừ. Còn đánh động thôi. Tính anh em mình hay ăn không? Ừ. Cứ thấy là mình phải đến không? Đây là em tích cực lên đấy lắm. Ngày nào cũng lên đấy quay này. Thấy rượu, thấy thịt là mình phải lên. Đây, lấy cái bên cạnh này nữa. Đây, nó lại chặt ra mất công. Chắc lắm nhỉ. Mà bây giờ ở dưới Hà Nội nó cũng xây toàn kiểu này em. Tốn kém. À, vâng, thì cái này chắc chắn nó tốn hơn đây nhỉ. Cái nhà chú Kiên này nhìn thấy biết là đã tốn kém ở dưới này đấy. Nói chung là cứ không ở dưới tầm 1 tỷ đâu. Nhà này 1 tỷ ở không, ở trên mình thì nó chỉ rơi vào tầm